Bây giờ, anh Trường sẽ làm một ăn miếng gỏi tôm này. Đó, ăn to nhỉ. Ôi dồi ôi, đây có cả ớt này. Thêm một miếng dơ, dơ lào nha, dơ cả lào. Cả miếng tưới rừng nha. Một miếng tưới rừng này. Đó. Cái này chắc phải ăn hai miếng nha. Một miếng là tiếc nhẹ đấy. Mời các bạn nha. Đây, tôm rất là to nha. Tôm to lắm các bạn này. Đây, đây này, tôm này. Đó. Tuyệt vời. Bây giờ Tiến và Vũ sẽ đi xuống dưới kia để quăng chài kiếm cá nấu cơm ăn nhé các bạn nha. Mình với em Thường sẽ ở đây để mà làm cơm này. Lúc nãy thì Tiến nó vào đi chặt nứa về rồi các bạn ạ. Đây, đây nha các bạn nha. Đây em Thường. Bọn mình sẽ làm cơm đấy các bạn. Đây, 6:30 và hai anh em vào mọ nấu cơm. Đây nha, cho vào một ống. Đó. Đây nha, được một ống rồi nha mọi người. Đây, cho vào. Mình lúc lá chuối này rất là thơm luôn, nên lúc mình mở ra, mình mở cái ống cơm ra, mình ngửi thấy mùi lá chuối nó thơm. Đây, ba ống đã được nút lá chuối hoàn toàn nha. Anh xem nào, chiếu anh xem nào, có được không? Đây các bạn ạ. Lưới thì mấy em mình vẫn chưa vớt. Đây là hai thằng nó đi quăng chài để về nấu bữa cơm tối nay các bạn ạ. Cũng được một chút. Thì là cá thì mình sẽ nấu làm món gỏi nhé các bạn nha. Gỏi cá nha, với lại tôm nha. Còn con cua với lại sâu, con nòng nọc là sẽ nấu canh lá chua. Đây em Thương vẫn đang còn trong tay em Thương vẫn còn mấy con nữa các bạn. Cá bống đấy. Ba bắn vậy đơ. Được thái là ba bắn. Chế biến luôn đi Tiến ơi. Đồ rồi Tiến ơi. Chặt lấy một cái ống để làm con nòng nọc với con sâu nước ấy, con rết nước ấy. Còn ở đây mà. Hôm nay mấy em mình có mang theo hai cái đèn pin với một cái bóng này các bạn nhé. Chín rồi em. À chín à? Chắc là chín mà em kiểm tra lại xem nào. Khô. Anh cũng nghĩ là sợ khô thôi vì anh bỏ sợ ít nước quá. Được, cái này thì cho vào ống để làm thôi. Đây lá chua các bạn nhá. Lá chua rừng các bạn nhá. Đây. Cá này la mấy lá này các bạn nhá. Em cứ tự tin không sao đâu.
Nếu mà chín à, không chín thì mấy anh em mình cùng ăn cả mà. Chín cùng ăn là trong rừng cùng ăn lấy kia. Là cây à. May lúc đi anh còn bảo rằng Vũ quay lại lấy rượu nhá. Không là hôm nay là ăn gỏi cá mà không có rượu thì đúng là phí. Gỏi cá tôm. Đây Tiến đang làm lá chuối để mà tí bỏ tôm với cá vào đây để mà đảo các bạn nhé, đảo gia vị các bạn nhé. Đây cá này là nấu lam với lá chua. Cua nữa. Cá bống to lắm các bạn. Rau cá. Lấy lõi cái chuối ăn. Đây là em Tiến đang chế biến cái món canh cá lá chua các bạn nhé. Lá chua rừng các bạn nhé. Canh cá làm lá chua các bạn này. Vũ đã ăn lá này bao giờ chưa? Chua mẹ ơi. Chua lá chua mà. Anh quên bảo Tiến là để một ít để đi bỏ gỏi đấy. Mà thôi, tôi bỏ đi. Đi còn không? Thôi tí nữa thì mình bỏ chanh đi, còn mình bỏ chanh đi. Bắt đầu chơi. Ngon lắm cả bác ạ. Kiểm tra lại cái ống cơm lam xem nào. Chiến không em? Hai ống này lúc nãy em kiểm tra là chín rồi gì? Ồ ok. Đây Tiến đang chế biến món gỏi tôm các bạn nhé. Hôm nay thì gia vị của gỏi tôm mình chỉ có sả với lại chanh, ớt, muối mì chính với lại hạt tiêu nhỉ. Đây tôm này mình bỏ đây rồi các bạn nhé. Thế nó bóp gia vị vào thôi. Ôi em ơi. Đây là hai cái ống làm cá các bạn ạ. Hai ống luôn à? Hai ống rồi. Dưa lào các bạn này. Dưa lào để tí là ăn ghém với gỏi tôm. Gỏi tôm cá. Đầu bếp khéo nấu nhỉ. Chuẩn đấy. Ăn món này tí là uống thêm ít rượu. Đúng là tuyệt cú mèo rồi. Hello các bạn,
À, bây giờ em Tiến vẫn đang vót đũa nha các bạn nha. Đây thì các món mấy em chúng tôi nấu thì đều đã hoàn thành cả rồi các bạn. Thì đây là cái cá nấu lam với lá chua các bạn nha. Đây được hai cái ống này này các bạn này. Đấy. Còn đây là gỏi tôm này các bạn này. Đây gỏi tôm này. Rượu các bạn nha. Đây là cơm này, cơm thì mới đem ra một ít thôi cho em Thương thôi. Còn ba anh em chúng tôi đang uống rượu. Đây là chuối rừng các bạn nha. Còn đây là dưa Lào các bạn này. Dưa Lào. Lào này. Khá là hấp dẫn nhỉ. Ô, Vũ làm gì đây Vũ ơi? Đói lắm rồi à? Hả? Đây. À đây là bếp lúc nãy mấy anh em làm cơm với làm thức ăn các thứ nha các bạn nha. Em Thương các bạn. Em Thương mình nghĩ là em khá đói rồi nhưng mà thôi thì tí là cũng được ăn thôi. Ui nhiều con đấy đấy nhỉ. Chết mẹ. Mẹ. Lại là một tiếng nữa. Nhiều con đấy bay vào đây này. Đây em Thương đang rất rượu nha các bạn nha. Thằng Vũ thì quá đói rồi, ngồi đó mà gặm. Đây em Tiến thì đang vừa mới vót lúa các thứ xong này. Bây giờ thì anh em chuẩn bị vào ngồi đây. Bây giờ chắc phải mấy giờ nhỉ? 8 giờ rồi. Bây giờ chắc phải 8 giờ các bạn, quá đói rồi. 8 giờ rồi. 8 giờ 30. Rồi, về nhà đây ăn cơm nhá. Ngon quá, rượu các bạn này, rượu nút lá chuối các bạn nhá. Hôm nay là mấy anh em chúng tôi đi ngâm lưới. Lưới thì mấy anh em chúng tôi ngâm 5 cái bạn nhá. Thì chúng tôi chưa đi vớt đâu. Còn đây thì các món này lúc nãy là em Tiến này. Em Tiến này với lại em Vũ này là đi quăng chài. Để mà có cái các cái đồ ăn của buổi tối ngày hôm nay nhá. Em ơi anh cái nhá. Chúc em sức khỏe nhá. Đâu? Vũ đâu? Không? Vũ học sinh không uống. Uống đi nhá. Mời cho em Tiến này. Thơm tiết nha. Thơm nha. Mời nhà ăn cơm nha. Mời mọi người nha, mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em nha. Nay nóng nè, mọi người khỏe nè. Ngon thế nhỉ. Rượu cũng ngon. Con này à. Khỏi tôm ngon lắm các bạn. Ăn em ơi. Tuyệt vời. Tôm này. Ăn ghém với dưa Lào nhá. Cả nhá. Nấc. Có. Chưa phải quay đâu, quay đến chiều đi. Kít rồi. Quay chưa? Không phải quay. Có đùa mà. Bây giờ anh Trần sẽ làm một miếng gỏi tôm này. Đó, to này. Ôi dồi ôi. Đây có cả ớt này. Thêm một miếng dưa Lào nha. Cả cả miếng tưới rừng nha. Một miếng tưới rừng này. Cái này chắc phải ăn hai miếng nha. Miếng là tiếc nghẹn á. Mời các bạn nha. Đây, tôm rất là to nha. Tôm to lắm các bạn này. Đây này, tôm này. Đó. Tuyệt vời. Đây là đồ sạch nha, suối sạch luôn. Nó đồ nguồn nữa. Con này mày. Một miếng gỏi tôm là cả nhỉ? Một cái cả một cốc rượu. Đây là, kia ăn đây là thánh răng vâu nha. Ngon. Ngon không? Ăn được mà. Một cốc chưa đủ đâu, hai cốc cơ. Đây đang còn có rượu mận lớn. Có rượu mận lớn. Ngon. Mát. Ngon quá nhỉ. Ăn ghém với cái dưa Lào với cả cái chuối rừng các bạn mát lắm. Ăn cái vị tôm ngọt luôn, không có vị tanh nào luôn. Có vị chua của chanh nè. Ăn em. Em quay ra ăn thử miếng đi. Có vị ngọt của tôm nè. Đừng có quay em nữa. Em không dám ăn à?
Đây ăn cá ăn ăn cua được. Đi nước sang không? Hết, dồn xuống hết nước luôn. Mất ngủ. Từ nó làm xuống. Hôm nay là gọi là đồ này là đồ gì nhỉ? Đồ nhà quê. Đồ rừng. Đồ của sông của suối anh ạ. Đây dưới lào là các bạn này. Tuyệt vời. Ngon. Đúng luôn chứ lâu. Cái này nó tắm nằm rồi. Hết cho em. Em hết rồi. Uống em thương em. Thế là còn nhiệm vụ của nhiệm vụ của hai anh em. Tí em đi dọn thoải mái. Hai anh em mình là còn 5 cái lưới các bạn. Tí đánh cơm xong cũng lúc nữa đi. Đây các bạn này, cá này. Cá này các bạn này. Đấy, cá suối các bạn nhá. Cá suối là cũng bỏ lẫn với cả tôm các bạn. Còn có rau, tiết muối. Đây, chứa rau thật. Chứa rau. Có tí rau nữa mới ngon. Thế à? Này. Cay đầu tiên này, em ăn được cay à? Cái này này à, em ăn thử miếng nào chưa? Rồi. Cay á? Cay. Đừng ăn ớt nó chứ. Ăn con nó thôi. À, chảy cả nước mắt rồi đó. Uống đi khỏi cay. Đem. Tiếng Thái của bọn mình thì bảo là ăn được cay thì mới biết nói tiếng Kinh người Thái ấy. Đó là nghe ngày xưa các cụ bảo thế. Là tém tan hả anh em? Tém mết rồi. Bằng nhau. Hôm nay lần đầu tiên mình được ngồi uống rượu với em Thương. Cả năm cả tháng hay 20 mấy năm. Đúng anh. Đúng rồi, 20 mấy năm. Anh thì năm nay 30 năm rồi. Rượu ngon. Vị cay á, nó át đi cái vị tanh rồi. Đúng rồi. Nên nó không còn nữa. Không tanh, nhưng mà ngọt lắm. Biết hôm nay thiếu một ít rau nữa các bạn. Ít rau sống. Hôm nay mình vội quá nên là mình quên mang theo một ít rau sống các bạn. Không thì đúng là cái món con gỏi tôm này là tuyệt vời luôn các bạn. Ngồi ạ. Anh em, vô. Làm mặn một thằng. Chắc một mình em đốt cơm em hết luôn nhỉ anh kia. Tạch mưa kiến. Thanh hồi. Ừ. Đằng kia. Ô, sao biết chỗ này nó mưa nó dưới. Vũ ăn là gỏi à? Ăn 2 miếng. 2 miếng ngon không? Thanh nhỉ? Nó kiểu nó bị gì ạ? Chị bị rơi con tôm xuống đây. Con tôm ăn. Ăn 2 miếng ớt luôn. Ai bảo ăn thám. Có được ăn được. Không ăn được kiểu cay. Cay thì xịt vào. Một cái buổi đi rừng với lại ăn một bữa cơm rất là ngon. Các bạn nhá, bây giờ thì mình xin được phép kết thúc video ở đây. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo của mình nhá. Chào bạn nhá. Chào mọi người nhá. Chào bà Quân. Chào mọi người nhá. Ok, xin chào mọi người nhá. Rồi ăn này.